Sáng nay, ngày 22 tháng 4, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh và truy bắt một người manh động, một mình chạy xe máy, giật dây chuyền vàng của phụ nữ tại chợ Long Hồ vào lúc sáng sớm. Khoảng 6 giờ 45 sáng nay, chị Nguyễn Thị Hồng Anh, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đang đi trên đường nội bộ chợ Long Hồ thì bất ngờ bị một người chạy xe máy vụt qua, giật sợi dây chuyền vàng hơn 4 chỉ rồi chạy mất. Chị Hồng Anh cho biết thêm, vào thời điểm trên, chị đang đi bộ ra cửa hàng thì thấy một thanh niên bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm chạy xe máy lướt qua rồi quay đầu lại, tưởng người đi chợ nên chị không để ý. Bất ngờ, người đó chạy áp sát và dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền vàng, gây trầy xước cổ. Vụ cướp đã được camera an ninh của một tiệm gần đó ghi lại. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Long Hồ và công an thị trấn Long Hồ đã có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng gây ra vụ giật trên.